Hai bố con đang trên đường tới Busan để tìm mẹ cho cô bé thì không may gặp nạn. Cô gái nhiễm tế bào của zombie đã khiến cả đoàn tàu trở nên náo loạn. Ông chú Rong Súc thông minh phát hiện đám zombie này có hứng thú với tiếng động. Tiếng động càng lớn thì chúng càng dạo dực mà tấn công con người. Chuyến tàu của hy vọng chẳng bao lâu đã biến thành chuyến tàu tử thần. Công ty chế phẩm sinh học đang bị rò rỉ chất phóng xạ ra ngoài môi trường. Toàn bộ nhân viên vô cùng lo sợ về ảnh hưởng lâu dài của nó. Tài xế thấy ùn tắc quá thì cũng lên tiếng than phiền. Mình chỉ còn một chuyến cuối nữa thôi là được về với vợ mà mãi vẫn chưa xong là sao chứ? Vì quá hấp tấp, ông đã vô tình đâm phải một chú hươu đang đi qua đường. Ông ta chỉ giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy động thái tiếp theo của chú hươu này. Thay vì nằm im bất động, nó đã từ từ đứng dậy, có vẻ như nó đã bị nhiễm một virus nào đó rất nguy hiểm. Giám đốc của nhà máy chế phẩm sinh học chính là Seok U. Vì sợ những gì mình làm sẽ để lại hậu quả nặng nề, anh đã cho bán hết đống cổ phiếu mà mình có được ở công ty. Lắm tiền nhiều của mà làm gì để rồi phải sống đơn độc với cô con gái. Vợ của anh đã bỏ anh đi rất là lâu rồi. Tất cả những gì tới với anh cũng chỉ vì anh ta quá vô tâm, không quan tâm gì tới người khác. Đến sinh nhật của con gái mà anh cũng xém chút nữa thì quên. Ngày mai là sinh nhật nên anh mua tặng cho con gái một món quà lớn. Cô bé nhận được món quà nhưng cũng không cảm thấy vui một chút nào cả. Thứ cô bé muốn đó chính là được tới Busan gặp mẹ ruột của mình. Seok U cũng không khó khăn gì mà đáp ứng yêu cầu này của con bé. Lúc này trên con tàu định mệnh ấy cũng có một đoàn sinh viên đang đi thực tập. Trong đó có một chàng sinh viên Choi đẹp trai đa tài. Hai cha con Seok U cũng đã lên tàu trên đường đi tìm mẹ cho cô bé. Người gác tàu không chú ý đã để một người chạy thục mạng leo lên tàu. Hóa ra người này đã bị con hươu lúc nãy tấn công. Họ không biết được cô bé này chính là tác nhân gây hại cho mọi người. Chú ăn mày như dự tính được tương lai nói rằng con tàu này sẽ đang xuất khỏi trái đất sớm thôi. Bé Soa đờ đẫn vội đi tìm nhà vệ sinh nhưng cái nào cũng chật cứng. Trước khi đi còn không báo với bố nên cậu đang phải tán loạn đi tìm. Cô gái lúc nãy lao nhanh tới toa tàu cũng đã lên cơn. Nữ tiếp viên thấy vậy liền báo về có sự cố ở toa 11 nhưng gọi mãi vẫn chưa có người đến tiếp viện. Không ngờ rằng nạn nhân kia đã ngẩng đầu dậy rồi đôi mắt trắng bạch nhe răng như con chó dại. Bé Soa đã tìm được nhà vệ sinh trống vừa hay khóa cửa lại. Nữ tiếp viên bên ngoài đã không tránh được kiếp nạn của ngày hôm nay. Chỗ các em sinh viên đi thực tập là nơi bùng dịch đầu tiên trên toa tàu này. Bắt đầu xảy ra một khung cảnh hỗn loạn. Nam chính bên này vẫn đang lủi thủi đi tìm con gái. Bé Soa đi vệ sinh xong thì thấy bên ngoài khung cảnh đang vô cùng hỗn loạn. Nam chính hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vào giây phút căng thẳng này anh đã tìm được con gái của mình. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, anh đã bế được bé Soa chạy đi ngay và luôn. Đám zombie đang điên cuồng lao về phía trước như là bị bỏ đói nhiều ngày. Mà cửa thì lại không đóng kịp, chưa có cách nào ngăn cản được bọn chúng lại. Một toa tiếp theo nữa bị xuyên thủng rồi hai vợ chồng bầu bí Rong Súc nhìn thấy mà kinh sợ. Trong khi hai bố con vẫn còn trong vòng hiểm nguy mà cửa thì đã bị đóng lại. Rong Súc với thân hình vạm vỡ đã hạ được mấy tên ngáng đường. Anh bảo vợ đi nhanh lên, anh ở lại giải quyết cái lũ trời đánh thánh vật này. Nam chính cuối cùng cũng đã cứu được con trai về phía toa của mình. Tới toa của mình rồi nghe theo thằng giám đốc anh kéo chốt cửa lại mặc kệ hai người đó. Nhưng Soa nói rằng hãy cứu hai người họ, thế là ông bố mới mở cửa giúp. Hai người vừa thoát kịp ở dây cuối nhưng cửa giữa các toa lại không có chốt. Đám zombie nhìn thấy chúng ta thì cứ cố lao đầu vào thôi. Bà bầu thế mà ngầu đã lấy giấy báo bịt kín cửa kính cho đám zombie không nhìn thấy họ nữa. Thế mà lại hữu dụng, tiếng zombie nín bặt luôn mới sợ. Cả đoàn tàu dài như vậy rồi mà đã bị xâm chiếm mất phân nửa. Nam chính hoàn hồn gọi điện về cho mẹ hỏi thăm sức khỏe của bà. Bà nói ở nhà mình bây giờ không ổn rồi con ơi. Seok U nghe thấy vậy thì vô cùng sốt ruột. Tàu khi này cũng bắt đầu đến nhà ga nhưng trưởng tàu không cho dừng lại. Bởi vì bên ngoài đang vô cùng căng thẳng, nếu như giờ mà dừng thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Đoàn tàu cứ đi mãi mà chẳng biết khi nào mới có thể dừng lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chính phủ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Chỉ nghĩ rằng đây là các cuộc vùng lên của người dân. Họ không can thiệp vì nghĩ đây chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó mà thôi. Họ tin rằng mọi chuyện sẽ sớm dừng lại nên người dân cứ phải bình tĩnh. Con tàu vẫn cứ là di chuyển về phía trước. Bé Soa lúc này vẫn vô cùng là ngoan ngoãn, còn nhường ghế cho một cụ già. Seok U nhắc nhở con gái phải biết lo cho bản thân trước. Cô bé lương thiện nói rằng là do bà ấy đang bị đau chân mà bố. Trưởng tàu lúc này thông báo đoàn tàu sẽ dừng lại ở toa tiếp theo. Ở đó đã có người của quân đội bảo kê cho họ rồi. Nam chính không tin lắm nên đã đi ra một chỗ khác gọi điện thám thính tình hình. Thì ra khi tới đó bọn họ sẽ được cách ly. Anh liền nhờ người này đừng để hai cha con vào đó. Đối phương hẹn đến nơi hãy ra quảng trường phía đông. Nhưng khi đến nhà ga lại không thấy có ai cả, các cửa tàu cũng tự động mở ra. Ông giám đốc và mọi người hồn nhiên bước xuống. Mà không biết thảm kịch chỉ mới nhẹ nhàng như khúc dạo đầu. Giám đốc lúc này mới chạy lên hỏi trưởng tàu rằng quân đội đâu, ơ thì tôi biết thế méo nào được ấy. Hóa ra giám đốc này biết được tin mật thành phố này đã bị cách ly không cho sang tỉnh khác, chỉ duy nhất là Busan còn mở cửa. Ông giục lái tàu đi luôn nhưng trưởng tàu không chịu đi, mà nói rằng cần cứu tất cả những ai còn sống đã. Trong khi này mọi người đã vào sảnh chính của nhà ga, khung cảnh yên ắng đến kỳ lạ. Nam chính bắt đầu tách riêng đi ra phía điểm hẹn, ông ăn xin nghe lỏm được điện thoại cũng đòi đi theo. Cô bé Soa biết chuyện nên nói rằng hãy đi báo với tất cả mọi người nữa. Nhưng người cha liền ngăn cản lại, cha lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mình thế nên mẹ mới bỏ đi đó.
Trong khi Jong-suk nhìn thấy những tấm khiên dính máu cũng nghi ngờ đã có chuyện chẳng lành. Nam chính lúc này cũng thấy người bạn phía trước liền bảo con ở lại để bố ra gặp người ta. Phía đoàn người lúc này gặp quân đội nhưng họ đã biến thành zombie hết rồi. Jong-suk vội bế vợ sang thang cuốn chiều ngược lại. Trong khi đội học sinh cũng chạy toán loạn với trưởng tàu. Càng hoảng loạn thì zombie càng tấn công dữ tợn hơn. Nam chính đến gần mới nhận ra bạn mình đã bị nhiễm virus. Zombie lúc này cũng tràn lên như điên quay sang phía con nhỏ Soa sắp bị tấn công. Đúng lúc nguy cấp thì chú Jong-suk kịp thời cứu nguy, người phụ nữ cũng kịp thời dắt bé chạy thoát. Trong khi nam chính Seok-u thì đang bị tấn công dữ dội. May mắn nhét được quyển sách vào mồm con zombie. Bên này nhóm sinh viên đã chốt được cửa lại, nam chính cũng được người ăn mày chụp áo cứu giúp. Nhờ vậy thoát được trước khi một đám zombie quân đội ác liệt khác nữa. Vì cứu Seok-u nên cánh cửa không kịp chốt, một bên người một bên quỷ cứ thế đẩy nhau không ai nhường ai lấy một chút. Mấy người chạy được ra ngoài vội mở cửa tàu, chẳng chịu nhìn gì cũng bị đớp luôn mới sợ. Phía khác trưởng tàu cũng đã quay lại, nhóm người cũng mau chóng di chuyển lên các toa đầu tàu. Không ngờ rằng đám quân đội kia tràn từ tầng 2 rơi theo xuống nóc, bắt đầu đuổi theo những người cuối cùng. Bà bầu vội giúp cụ già và đứa trẻ chạy trốn, kịp thời giúp hai người và ông ăn mày lên toa. Ông giám đốc vội ra lệnh xuất phát, cô sinh viên nói bạn cháu vẫn còn bên ngoài. Vì sợ hãi nên nhân viên đồng ý với thằng giám đốc cho tàu chạy. Phía bên này năm người vẫn đang chặn cửa nhà ga, mãi đến cuối cùng cũng chốt được. Nhưng mà cửa kính không chịu nổi vỡ tung ra, giờ thằng nào chạy nhanh thằng đấy sống. Tàu cũng đang di chuyển rồi, hai sinh viên đi đầu đã đăng xuất trước. Giờ chỉ còn ba người cố gắng chạy lên toa, hai người đã may mắn lên trước. Nhưng Jong-suk thì số lại nhỏ hơn nhiều, vừa chạy theo tàu vừa phải chiến đấu. Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng về bờ thành công. Vì hết đường chạy nên bác lái tàu gọi điện tổng đài xin mở đường tới Busan. Chị thai phụ đang định gọi điện thì anh đẹp trai chặn lại, hóa ra cửa kính ngăn giữa các toa đã bị chúng phá vỡ rồi. Giờ chúng mà quay lại thì chỉ có chim cút thôi. Chị bầu và ba người nhẹ nhàng rón rén di chuyển tránh để chúng nghe thấy. Nhưng điều chị không ngờ đã ở phía sau cả bốn, đành trốn trong nhà vệ sinh cố thủ. Nhưng tụi kia tới càng ngày càng đông không biết thế nào. Phía toa tàu bên trên là toa 15, nơi mọi người tụ họp đông đủ nhất. Duy chỉ có nhóm của nam chính và thai phụ bị tách ra. Bé Soa lấy máy, bà bầu gọi Jong-suk đến cứu trợ đang ở toa 13 mau đến cứu. Mà ngăn giữa các toa lại là hàng tá zombie chặn đường, còn toa của ba người mới là toa số 9. Cậu sinh viên bắt đầu lấy băng dính quấn vào tay. Jong-suk sẽ chịu trách nhiệm châu bò húc dẫn đầu mở đường. Nam chính bảo vệ phía sau và cậu sinh viên sẽ đi ở giữa, ba người cứ thế lầm lũi tiến lên. Và cuộc chiến cũng được bắt đầu, nhưng xem chừng không hề đơn giản như họ nghĩ. Đám dã nhân này thật sự quá khỏe. Nếu không phải là Jong-suk e rằng khó mà sống nổi, cả ba phối hợp ăn ý và chính xác vô cùng. Bởi chỉ một sai sót nhỏ sẽ đăng xuất ngay, họ nhanh chóng đã sang được toa số 10. Nhưng sang toa số 11 lại là lũ bạn thân cùng lớp sinh viên choi, thật chả biết phải làm gì, thôi lui ra để tao. Jong-suk và nam chính tiến lên đánh trước, nhưng không ngờ tụi sinh viên ăn mì tôm mà khỏe thật. Đã ép hai người vào tình thế nguy cấp mất rồi. Sinh viên kia vẫn chưa đủ can đảm chấp nhận đây là sự thật. Bất ngờ đoàn tàu lại chui vào hầm khiến đám zombie bất chợt ngừng chuyện tấn công. Hình như chúng chỉ tấn công cái gì phát ra tiếng động. Seok-u lấy gậy gõ thử lên trần, quả nhiên đã thu hút được chúng. Như vậy lại thành công sang đến toa thứ 12. Cả ba nghỉ lại một lát bởi toa tiếp theo này đông quá, nam chính nghĩ ra sẽ làm gì đó với điện thoại. Đúng lúc này tàu lại vào đường hầm, cả ba tranh thủ tiến lên gần sát chúng. Hóa ra là vứt điện thoại đi xa rồi chơi trò nhấn máy. Ngon lành thu hút hết đám zombie, thành công tiếp cận được ba người vẫn an toàn, trong đó trông thấy con là bố ổ rồi. Đến lúc hết đường hầm, cả ba tạm thời trú lại trong vách ngăn, công nhận nhạc chuông gì mà khủng khiếp thật. Theo Google Maps thì đường hầm sắp tới họ sẽ có khoảng 2 phút và còn một hầm khác nữa cách 3 cây. Tôi cá là anh chẳng bao giờ chịu trò chuyện với con cái nhỉ. Khi còn bé chúng sẽ chẳng hiểu anh đã vất vả kiếm tiền thế nào đâu. Mà chúng ta sẽ luôn luôn bị trách, ai bảo chúng ta là đàn ông làm gì, cả ba cười khẩy một cái lấy động lực chuẩn bị. Cô sinh viên nhận được tin nhắn của thanh niên choi bảo chuẩn bị mở cửa. Liền vui mừng báo với mọi người rằng bạn cháu sắp đến được đây rồi, nhưng tên giám đốc lập tức phản đối. Hắn ích kỷ cho rằng mấy người kia băng qua cả đàn zombie thì rất có thể đã nhiễm bệnh rồi. Không thể cho mấy người đó vào đây được, tất cả những người ở đây dường như cũng im lặng là đồng ý. Căn bản những người kia đâu phải họ hàng gì. Trong khi chính họ đã là những người đã từng chặn cửa giúp cả nhóm thoát nạn. Lúc này tàu cũng tiến vào hầm, nhóm người bắt đầu từ từ tiến ra. Chúng đông quá chặn hết cả đường, giờ phải làm thế nào đây nhỉ? Thế là cả nhóm từ từ bò ở ngăn hành lý phía trên, nam chính vứt một cái túi ra phía sau thu hút tụi kia rồi xuống đi cho nhanh. Nhưng có vẻ chú ăn mày đi cuối lại có vấn đề, cậu bé muốn tiến lên nhưng bố đã cản lại. Giờ đây nam chính đã thay đổi rồi, anh dũng cảm tiến lên cứu lấy người này. Không may vừa lúc hết đường hầm bóng tối, hai người lại phải tạm thời trốn đi. Trong khi tụi kia cứ lân la tò mò tiến tới, giờ mà thả bom một cái có thể đăng xuất luôn. Cả hai quyết định đếm đến 3 rồi chạy, nhưng anh số nhỏ lại dẫm phải cái vỏ lon. Giờ chỉ còn cách nhanh chân vác cái chày lên mà chạy chứ biết sao giờ. Jong-suk chịu trách nhiệm đóng cửa chặn đường, không ngờ cái đầu của một con lại bị kẹp lại. Tình hình đã nguy cấp lắm rồi nhưng phía bên trên lại nhất định không mở cửa. Thì ra bên này họ đã buộc cửa chặt lại rồi. Mà đứng ra chỉ đạo lại chính là ông giám đốc giàu có, cậu sinh viên gọi điện cũng bị dẫm nát luôn. Đúng là bọn người lấy ân báo oán, giáp tâm hại chính người đã cứu mình. Không còn cách nào nữa, Seok-u đành cầm gậy lao tới hỗ trợ anh béo kia. Cố gắng mọi cách để đóng lại cánh cửa này trước đã. Anh béo hô lên tụi kia không mở thì đập bỏ mẹ cái cửa đi, mẹ kiếp cửa gì mà chắc thế chứ lị. Khỏe như sinh viên mà đập không xong.
Trong khi phía bên này sắp chịu không nổi rồi, anh Dong Suk lấy tay bám cửa lại bị một con ngoạm trúng, nhưng vẫn gồng mình chống đỡ. Kéo dài thời gian, phía bên này cậu sinh viên cũng đập sắp vỡ. Ông giám đốc thấy vậy vội vàng lao lên đóng cánh cửa tiếp theo, kẹt cứng sinh viên ở lại. Ông ta quyết tâm chặn nốt đường ra cuối cùng, còn hô hào mấy người nữa lên ép cả nhóm kia bằng được. Người phụ nữ chợt nhận ra ân nhân đã cứu mạng, vội vàng lao lên kéo mấy người kia ra nhưng sức quá yếu. Đúng là vào cảnh này mới biết lòng dạ con người đáng sợ tới mức nào. Cậu bé chỉ còn biết khóc, còn tên giám đốc thì càng hung tợn hơn. Trong khi cánh cửa bên này đã bị ép tới mức sắp vỡ, chị bầu thương chồng khóc lóc vì sắp mất anh rồi. Dong Suk nhờ nam chính đưa vợ bầu đi, còn anh sẽ ở lại chặn đường. Hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé, đi đi làm ơn mà tôi xin lỗi. Vậy là Seok U đưa chị bầu đi. Vừa hay cửa kính cũng bị vỡ vụn. Dong Suk dùng hết chút sức lực cuối cùng quyết đấu chặn đường mười mấy con zombie ở lại. Bên này nam chính cũng tranh đấu căng thẳng không kém. Một bên chiến đấu vì bản thân, còn một bên đang cố gắng cứu lấy người khác. Dong Suk biến thành zombie rồi nhưng ý chí vẫn chưa đổ gục, vẫn gắng sức chống cự đến giây cuối cùng. Đến lúc anh đổ gục cũng là lúc bên này mở được cửa sang, nhưng bà cụ già thì không kịp chạy. Khi đóng cửa xong rồi, Seok U đấm tên giám đốc, tại sao lại cố bỏ qua chúng tôi khi có thể cứu. Hắn thâm hiểm hô lên rằng tên này đã bị nhiễm rồi. Mục đích để những người kia cố tấn công anh, hãy tấn công chúng đi. Tất nhiên mấy người nhát gan này làm sao dám động thủ. Ông giám đốc lại nghĩ ra trò xúi dục mọi người, ép mấy người phải ra ngoài phòng chờ phía trước. Tất cả cùng hô lên biến đi cút ra ngoài. Một khi chó đã cắn theo đàn thì đừng hỏi tại sao, cô sinh viên thương bạn nên cùng gia nhập nhóm. Mấy người đành phải rời đi trong sự chửi rủa của những người này. Đôi khi lòng dạ con người còn đáng sợ hơn cả zombie nữa. Nhóm người được đưa lên khoang phía trên riêng một chỗ, rồi bên khoang này cũng cẩn thận buộc cửa lại. Tên giám đốc lúc này mới cảm thấy an lòng, nhưng bà cụ đã cảm thấy căm ghét lũ người độc ác. Bà khóc thương những người tốt đã phải hy sinh vì bọn chó con này. Thế là bà từ từ tiến ra phía cửa trong sự ngỡ ngàng của tên giám đốc. Đúng là ác giả thì ác báo thôi, người tốt hy sinh là để cứu người, còn người xấu qua đời lại vì quá ích kỷ. Cả nhóm người thẫn thờ nhìn nhau không biết bến đỗ tiếp theo sẽ thế nào nữa. Nhưng chưa bao giờ họ lại quý trọng nhau thế này. Lúc này cấp dưới của nam chính gọi đến báo rằng hóa ra công ty của nam chính đã gây ra mọi chuyện. Nguyên nhân từ giống cây trồng đột biến gen của công ty phân phối ra thị trường. Anh thẫn thờ và thực sự bị sốc, không nghĩ rằng lai tạo lan đột biến để kiếm lời mà hậu quả khó lường như vậy. Anh khóc lóc vì mình mà đã hại biết bao nhiêu người. Đúng lúc này đoàn tàu phải phanh gấp lại vì có chướng ngại vật trên đường. Trưởng tàu thông báo mọi người hãy chờ đợi để ông đi tìm tàu ở đường ray khác chở mọi người đi. Hóa ra tên giám đốc và soát vé vẫn còn chui được vào toilet. Bác lái tàu lập tức di chuyển sang tàu bên cạnh, nhưng ở đây cũng toàn hàng nóng nên phải di chuyển đi chỗ khác tìm. Nhóm 6 người nam chính không muốn chờ đợi nên rời tàu tự mình đi tìm kiếm. Một đầu tàu khác trong nhà kho đã được anh lái tàu này lái đi. Ông giám đốc tâm cơ đã đẩy anh soát vé ra ngoài cho đám zombie chú ý. Nhân cơ hội này ông ta chuồn ra ngoài để thoát thân. Nhưng vì vội quá nên ông ta quên không đóng cửa lại nên đã mở đường cho đám zombie này nhảy ra ngoài. Đúng là tham thì thâm mà hại người cũng chính là hại mình. Cậu sinh viên bên này đã tìm được một toa tàu trống. Đang tính trốn vào trong thì một con tàu khác húc tung đầu tàu. Đám zombie đuổi theo ông giám đốc cũng đã đi tới chỗ này. Cô bé vừa đi được mấy bước đã bị ông ta đẩy ra làm vật thế mạng. Anh sinh viên nhìn thấy vậy thì cũng lao tới. Cô bé chính là người yêu của anh nên anh sẽ liều mạng với con zombie này. Nhưng anh đã tới muộn một bước rồi, người yêu của anh đã bị con zombie này cắn. Đôi mắt cô bé đã chuyển dần sang màu trắng. Cậu để cho cô hôn vào cổ mình để cả hai cùng chung số phận với nhau. Tên giám đốc bên này đã chạy đi được một quãng rất xa. Seok U, con gái anh và một người nữa đang trốn zombie dưới toa tàu bị lật. Đám zombie điên cuồng gào thét ngoài kia đòi vào múc bang mấy người. Tên giám đốc tham thì thâm đang chạy thì bị vấp ngã. Bác lái tàu có lòng tốt xuống đỡ hắn đứng dậy thì bị hất lại phía sau. Thế là đám zombie đã có một bữa ăn hết sức ngon lành cành đào. Tên giám đốc với vẻ mặt sợ hãi chạy đi hại người khác như thế này còn hay ra rẻ quá đi mất. Seok U bên này cũng đã tìm được một lỗ để chui lên. Chưa kịp kéo ba người ra thì thanh sắt lại rơi. Thanh sắt chặn mất lối khiến mấy người còn lại bị kẹt bên trong vẫn chưa ra được. Đám zombie lúc này cũng đã tràn cả vào trong. Thấy mọi người gặp nguy hiểm, chú ăn mày lấy thân mình chèn đám đó lại. Tính ra người ta là ăn mày mà còn tốt hơn tên giám đốc kia luôn á. Trùng hợp lúc này nam chính cũng đã tháo được thanh sắt cứu mọi người ra ngoài. Phía sau là hàng tá zombie đuổi theo. Đột nhiên có một tiếng nhạc cực lớn được bật đã thu hút đám zombie chạy càng nhanh. Chúng đè bẹp người ra đất rồi tấn công tới tấp. Nam chính vẫn ngoan cường bế cô con gái bé nhỏ đuổi kịp lên tàu. Cứ tưởng thoát ai dè vẫn còn một con zombie nữa cố bám lại được. Tàu đi trước, zombie bám theo sau, cảnh tượng trông vô cùng kinh hoàng. Nam chính xung phong dọn sạch đám zombie. Một tên lao tới vồ lấy gương mặt đẹp trai của anh nhưng không thành. Không ngờ tụi này nó lại hung hãn đến vậy. Anh lấy hết sức bình sinh để đạp, cuối cùng thì cũng dọn sạch được đám ruồi bâu này. Nhìn cảnh tượng này ai cũng phải thốt lên ô mai chuối. Cứ tưởng rằng mọi thứ đến đó là xong nhưng ai mà ngờ được còn một tên nữa đang ở trên tàu. Đúng là ác giả thì ác báo, tên giám đốc ác độc đã biến thành zombie rồi. Ánh mắt lờ đờ của hắn nhìn trực diện về phía anh, sau đó từ từ mở cánh cửa bước ra ngoài. Hắn ta vẫn còn một chút ý thức của con người nhưng phần ác đã chiếm lấy cơ thể hắn nhiều hơn rồi. Chắc là sự độc ác của hắn ta quá lớn nên chưa tiến hóa kịp. Sau đây là một màn solo tay đôi giữa nam chính và tên này. Hắn ta thấy nam chính quá mạnh nên đã tấn công sang đứa bé. Nam chính thấy nguy hiểm liền ôm chân của hắn lại.
hai người vật nhau, tên giám đốc đã nằm lên người của nam chính. Thai phụ thấy tình hình nguy cấp nên tới ứng cứu, nhưng với sức lực yếu đuối của cô thì làm gì được tên này cơ chứ. Seok-u vì để cứu vãn cục diện đã chấp nhận hy sinh bản thân để tên giám đốc cắn mình. Đứa bé khóc lóc thảm thương khi thấy bố của mình bị đau. Seok-u trói hắn ta bằng một sợi dây xích rồi quăng xuống dưới. Trước khi bản thân hóa thành zombie, anh đã hướng dẫn mọi người cách sinh tồn. Đứa con gái khóc lóc van xin bố đừng đi bỏ lại cô một mình mà. Seok-u không còn nhiều thời gian nữa, căn dặn con gái phải đến được ga Busan, giờ ở đó an toàn rồi. Seok-u cũng đâu có lỡ để lại con gái nhưng vẫn phải rứt áo rời đi thôi. Chính anh là người gây ra tất cả nên anh phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình đang làm. Anh rứt áo con gái ra rồi đóng cửa lại. Seok-u khóc lóc đau đớn ngồi bên ngoài đợi đến khi biến hình. Khoảnh khắc biến thành zombie, anh vẫn nhớ về khoảng thời gian đứa con mới chào đời mà nở nụ cười hạnh phúc. Anh tự nguyện thả dù để đảm bảo an toàn cho những người còn sống. Hai người còn sống đã đi tới trạm tiếp theo, nhưng đường đã bị chặn nên họ chỉ có thể đi bộ. Bên kia chính là Busan, chỉ cần đi qua con đường đó họ sẽ không còn nguy hiểm nữa rồi. Thai phụ lúc này lên cơn đau bụng, hình như cô ấy sắp sinh rồi, nhưng vẫn phải gắng gượng để có thể qua được phía bên kia đường hầm. Bên này lính bắn tỉa đã túc trực tại cửa, nếu là zombie sẽ lập tức bắn hạ luôn. Nhìn cái dáng đi thất thểu này giống zombie quá đi. Đang tính bắn thì tiếng cô bé vang lên, người lính thấy thế mới dừng lại. Họ cùng nhau tiến về phía trước đỡ lấy hai người còn sống. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo.